Rồi ok, quay rồi, đang quay đấy. Được chưa? Các bạn check xem có được không? Đây nha, tôi nhắc lại một lần nữa này. Root 2.2.get 1610 hoặc là một cái text nào đấy, nó là cái root của chúng ta tự định nghĩa ra. Sau đó phẩy function nằm ở trong. Trong cái function này chúng ta return ra một cái đoạn text nào đấy của mình. Rồi tiếp theo chúng ta vào trong cái local 2.8000 sược cái đoạn này này, sược cái đoạn text mà chúng ta định nghĩa ra cho cái root, sau đó paste vào đây, paste vào enter xuống thì nó sẽ ra đúng cái return mà chúng ta vừa mới định nghĩa ra. Nhớ là phải giữ cái này nhá, giữ cái PHP artisan serve này nhá. Thử làm một lần nữa xem có được không. Rồi tí nữa tôi sẽ giải thích cái đấy nó làm như thế nào. Luôn để chúng ta lưu dữ liệu lưu cái code vào. Tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta đang có những cái root như thế này thì truy cập được. Bây giờ chúng ta thử vào bằng một cái root mà chúng ta không có, ví dụ thêm số chữ E vào đây. Chữ E vào đây. Enter xuống. Nó sẽ báo ra là root collection not found. Được chưa? Tức là trong cái hệ thống này của chúng ta giống như cái project mà hôm trước chúng ta làm ấy, thì chúng ta phải tự định nghĩa ra những cái đường dẫn cho hệ thống của mình, chứ không phải là tự nhiên mà nó chặn. Được chưa? Giống như hôm trước thôi, không khác gì cả. Nhưng mà cái ở đây nó khác một tí, đó là chúng ta code ở với Laravel nó sạch sẽ hơn một chút và nó dễ hiểu hơn. Được chưa nhỉ? Thì ở đây các cái root của chúng ta để tìm hiểu nó thì chúng ta có thể vào trong document của Laravel, search chữ routing. Đây nó sẽ chính là cái tài liệu trong này, basic route. Thì chúng ta sẽ có là root 2.2.get này, cái đường dẫn và hàm xử lý cái đường dẫn đấy. Ngoài ra chúng ta còn có các cái kiểu request nó như thế này: root bằng get, root bằng post, root bằng put, root bằng patch, delete option. Có rất là nhiều kiểu. Được chưa nhỉ? Hoặc là chúng ta có root match dạng get dạng post cho URL là sược không, có function xử lý ở đây. Hoặc là root 2.any là loại, cái loại method request gửi lên như thế nào cũng chấp nhận hết. Được chưa? Thì nó sẽ chạy vào trong cái root này. Nếu có một cái request nào gửi lên không phải là cái root của chúng ta định nghĩa ra, nó sẽ báo lỗi. Được chưa nhỉ? Cách để chúng ta kiểm tra xong hệ thống có bao nhiêu cái root thì chúng ta làm như sau. Chúng ta gõ là php artisan root 2.list. Nó sẽ liệt kê cho chúng ta tất cả các cái root của chúng ta đang có. Thử đi các bạn, thử đi. Ở 2.list. Bật cái tab mới, bật cái terminal, bật cái command line mới lên. Giữ nguyên cái 8000 đấy. Chứ đừng tắt nó đi là coi như là web của chúng ta tèo luôn. Được chưa?
nhỉ? Xong nhá. Tiếp theo này. Còn trong cái thằng root này nó còn rất là nhiều thứ nữa, nhưng mà bây giờ chúng ta chưa làm quen được. Chưa quen được. Thì chúng ta từ từ đã, học từ từ đã. Cái root này giống như cái project hôm trước chúng ta làm. Thì cái root này nó gần như là cái cửa ngõ để vào cái model MVC, cái mô hình MVC của chúng ta. Được chưa? Thì cái thằng root này bây giờ chúng ta muốn đưa nó một cái URL nào đấy đưa vào trong cái mô hình MVC. Ngoài cách là chúng ta xử lý code ở ngay ở đây, chúng ta hoàn toàn có thể đưa nó vào trong một controller nào đấy. Được chưa? Đưa vào trong một controller nào đấy. Ví dụ tôi sẽ tạo ra một cái con. Tí nữa tôi sẽ bật lại. Ví dụ bây giờ tôi muốn tạo ra một controller nào đấy mới để tôi có thể code được. Được chưa? Thì tôi sẽ tiến hành như sau. Lại sử dụng cái command line thôi. Composer ở bên nhập PHP artisan make 2. Controller cách. Bây giờ là tên controller hoặc ví dụ tôi tạo thử nhá. Đây là dashboard controller, enter xuống. PHP artisan make dashboard controller. Xem nó có báo là controller created successfully không? Có thì nói to lên xong. Nghèo ai nghèo uột. Tôi không đã ăn cơm đâu. Đang bị gầy thì vẫn mấy cân. Căng nhỉ. Được chưa? Mấy chị em xong chưa? Ui, giờ giỏi ấy nhỉ? Vân Anh sao ấy? Sai chắc là sai chính tả. Được chưa? Hoặc bây giờ tôi sẽ tiến hành tạo ra một cái đây, sau khi chạy xong, success xong thì các bạn mở cái app, mở HTTP, mở thêm một controller ra. Các bạn sẽ thấy xuất hiện một cái file controller của chúng ta trong này. Thấy không?
Được chưa? App HTTP controller. Thấy không? Bây giờ chúng ta có tạo ra trong này một cái hàm public function index chẳng hạn. Trong này chúng ta return ra là dashboard controller trỏ đến index. Chúng ta tạm thời return như vậy đi đã. Yeah. Rồi, sau bây giờ chúng ta sẽ trỏ từ cái root vào trong controller thì chúng ta trỏ như nào? Chúng ta xem. Ở đây chúng ta một cái string. Nếu mà string của chúng ta là một cái dấu phẩy như này, dấu phẩy đơn thì chúng ta chỉ viết là dashboard a cộng index viết như này thôi. Tức là khi mà cái URL của chúng ta là 1610 thì sẽ chạy vào trong cái dashboard controller và hàm xử lý là hàm index. Nó khá giống với cái phroot hôm trước chúng ta sử dụng đúng không? Chưa? Rồi bây giờ chúng ta chạy lại cái php artisan root 2.list. Chúng ta có nhìn thấy cái 1610 nó cái cho action nó sẽ là app http controller dashboard controller a cộng index không? Đúng không? Đó, nó đang thể hiện cái root là 1610 thì sẽ được xử lý bởi cái bên này, cái action bên này. Và bây giờ chúng ta mở cái trang của chúng ta ra, F5 ra dashboard controller index. Được chưa? Đấy là cái group nó sẽ trỏ vào trong cái vào trong cái controller của chúng ta như thế nào. Nhưng mà đây nó chỉ là mới là trỏ vào controller bình thường. Nhưng controller của tôi lại nằm trong một thư mục nào đấy thì sao? Đúng không? Thì ví dụ tôi làm như sau. Tôi tạo ra một controller mới là php make controller. Ở đây là home controller. Nhưng mà nằm trong thư mục là client xược home controller. Hả? Đi vòng quanh xem cho nó có đứa nào cần giúp đỡ không? Xuống dưới ngồi cạnh Lương, nghe ngay lập tức. Xuống thật. Xuống luôn. Không có bạn nào có, chỉ có cái khu đấy khó thôi. Ngoài ra chúng nó có vẻ làm hết rồi. Bọn kia nó sai bởi chúng nó sai chính tả. Xuống nghe. Được chưa? Enter xuống.
Bây giờ chúng ta sẽ thấy ở trong cái thư mục controller của chúng ta có thêm một cái thư mục client và home controller nằm trong cái thư mục đấy. Được chưa? Sau đó chúng ta mở cái home controller này ra, chúng ta nhìn cái namespace này. Thấy không? Namespace của nó sẽ khác với tất cả các namespace khác nằm ở phía ngoài của cái thư mục controller này. Ví dụ thằng dashboard controller của tôi là có app HTTP controller. Còn ở thằng home controller thì nó sẽ có thêm app HTTP controller client. Đúng không? Bây giờ nếu mà cái root của vừa rồi của tôi muốn trỏ trong cái thư mục home controller này, à cái file home controller này, thì tôi phải thêm vào đây. Tôi sẽ sửa cái này thành là client sược home controller. Sược này là sược của namespace. Giờ các bạn nhớ nhá, sược này là sược của namespace. Trỏ đến chính xác, gọi đến chính xác cái file cái controller nào. Bây giờ trỏ đến chính xác cái controller nào đấy của chúng ta, thì nếu mà nằm ngoài trong cái thư mục controller này thì chúng ta không phải thêm cái thư mục ngoài nữa. Mà nếu mà cái file nào, ví dụ file controller nào, ví dụ như home controller, nó có namespace khác biệt thì chúng ta cần phải thêm cái namespace, tức là trỏ đúng cái namespace đấy vào trong này và a còng cái action. Chúng ta làm đi. Làm này để lần sau ấy, mục đích là gì? Mục đích là sau này khi mà chúng ta, hệ thống của chúng ta làm ra, nó sẽ có hai nơi để xử lý, đó là bên client side và bên admin side, đúng không? Bên client là chỗ để cho end user nhìn thấy vào để đọc bài hay là tương tác với bài viết. Còn bên admin side là bên để vào quản trị, trang quản trị. Được chưa? Thì đấy là cái chỗ để chúng ta sẽ vào. Chia ra, tách ra như vậy thì chúng ta dễ quản lý cái controller hơn. Được chưa nhỉ? Thế cái này là mà chạy thì nó sẽ có vấn đề ngay lập tức. Bởi vì trong cái home controller của chúng ta chưa có cái action nào, cái action index cả. Thì chúng ta copy cái chữ index này, hoặc là copy cái function index nằm ở trong cái dashboard controller. Tương vào đây. Chúng ta sửa lại cái này thành home controller, cho đến index. Đây, xem lại đây. Không mở được team view luôn. Được chưa? Chưa chạy được cái gì. Thank you.
cái cách chúng ta dùng cái một controller làm này thì tốt nhất là nên copy cái display cộng với tên của controller này. Đấy là cách dùng thứ nhất. Thì đấy. Nào. Cái thằng anh này mình có thể làm gì vậy? Hường nữa mang hết lát lên đây, thật chưa? Không nhìn thấy mình biết mình không nhìn thấy cái leo lên trên đầu lên hẳn đây ngồi. Quá cũng lên. Cứ phải để làm bực mình. Chưa mọi người, lên ngồi với nó. Nghe. Tôi sẽ lại đẩy code lên một lần nữa nhá. Các bạn cần gì thì các bạn cứ lên trên GitHub của tôi các bạn lấy về. Copy cái nội dung file thôi. Được chưa? Tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Bây giờ là từ một cái URL chúng ta sinh ra chúng ta đẩy về controller rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy nó ra một cái view nào đấy. Một cái giao diện nào đấy. Được chưa? Ở đây chúng ta chỉ return, các bạn xem ở trong này. Chúng ta chỉ return ra những cái thứ là text thôi. Text thôi. Hoặc là một giá trị string nào đấy, chứ không phải return ra một cái view, một cái file HTML. Chứng minh bằng cách chúng ta xem cụ thể là ở trong này chúng ta inspect ra. Nó sinh tự sinh ra file HTML. Ok, thì chắc là trong này nó đẩy ra như này. Thì ở đây nó đang sinh ra một cái đoạn text. Thì bây giờ chúng ta sinh ra một cái view. Cái view nó giúp chúng ta là tạo ra các cái giao diện nó đẹp hơn như này rất là nhiều. Được chưa? Thì sinh ra view như nào? Thì chúng ta có thể vào trong này, nhớ những cái gì tôi nói tìm ở đâu thì nhớ nốt vào để sau này mà vào mà tìm, chứ không phải là tôi theo các bạn suốt đời được, được chưa? Thì cái ở trong cái tài liệu chúng ta sẽ search cái từ khóa là response, http response. Đây chúng ta sẽ xem ở trong này nó có một cái là view response. Được chưa? View response. Thì chúng ta có thể respond return bằng cách là return response trỏ đến view hello với data như nào đấy, đúng không? Đây là một trong những cách respond ra một cái view. Ngoài ra chúng ta có cách respond ra một view là return ra cái view đóng mở ngoặc. Ví dụ ở đây tôi để là home page client.homepage
Được chưa? Các bạn làm đi. Làm đi. Client homepage. Hướng dẫn nó tạo ra cái home controller. Được chưa? Chưa thích tạo. Tí nữa có lỗi rồi tạo. Được chưa? Chạy. Nó sẽ báo lỗi ngay lập tức. Đó là view client homepage not found. Các bạn có ý không? Yeah. Bởi vì chúng ta chưa có cái file nào là file view tên là homepage cả. Thì ở đây các bạn lưu ý cho tôi này. Nếu các bạn để homepage không như này, để homepage không như này, thì chúng ta cần phải tạo ra một file view nằm ở trong phần resource view. Bạn mở theo tôi đi. Mở ra resource view. Có nhìn thấy welcome blade không? Ví dụ bây giờ tôi sẽ trả ra cái welcome kia thì tôi sẽ để vào đây chữ welcome. Thử nhá. Thử nhá. Refresh. Ra cái view chưa? Bây giờ thì quay trở lại với cái lúc nãy của tôi. Là tôi sẽ sinh ra cái client homepage thì nó sẽ là như nào? File nó sẽ ở đâu? Thì chúng ta xem nhá. Client này ở trong view này, chuột phải new folder client, sau đó chuột phải cái nữa new file là homepage.blade.php. trong này tôi code html, đây là 1610 Laravel, trong này là hello homepage. Bờ lết chứ không phải bờ laser. Cái này nó sẽ lại sử dụng cái blade engine, blade view engine như giống như hôm trước chúng ta đã học. Được chưa? Test hello homepage. Bây giờ cái homepage của chúng ta mà muốn nó viết hoa H2 chẳng hạn, mang cái homepage vứt vào kia. Đây sẽ chính là một cái thẻ H2. Được chưa? Chúng ta viết HTML trong này bình thường, như bình thường luôn, không có cái gì gọi là mới lạ. Ra chưa? Được chưa nhỉ? Đấy là cách chúng ta sẽ tạo ra một cái view và truyền cái view và gọi cái view đấy từ controller trả cho người dùng một cái view. Thank you.
có chữ, chữ gì nữa? Cái này quảng cái nào? Có nhớ, trong được bạn quảng đâu thì quảng. Quan trọng ấy, cái này chúng ta hiểu đã. Hiểu nó sinh ra ở đâu. Còn cái chấm này này, cái chấm hay không ấy, nó, cái chấm này nó chính là cái thư mục chứa cái file này, giúp chúng ta cái việc tổ chức file nó dễ dàng hơn. Đó. Sau này chúng ta có nhiều module nữa trong này không ạ? Còn nhiều module thì lại cứ chậm bao giờ ra đến cái giá trị cuối cùng, cái giá trị là cái file HTML của chúng ta. Tốt nhất với lại nếu mà bạn dùng sửa thì nó sâu rất là xấu. Đấy thôi. Còn không biết là tôi cũng không rõ là có cách nào để sửa cái dấu chấm để mình sửa không. Chưa rõ. Được chưa nhỉ? Đấy là chúng ta lấy đã trả ra cái view này nhá. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ còn một cái vấn đề nữa là truyền dữ liệu từ controller ra ngoài view như nào. Thì ví dụ ở đây tôi có một cái biến user bằng Vando. ...... Bây giờ tôi muốn truyền cái thằng user này ra ngoài view kia, thì tôi sẽ tiến hành là thực hiện việc như sau: tạo ra một cái array user trỏ đến cái biến user của tôi. Tôi truyền cái biến này ra ngoài kia và ở ngoài view, ví dụ như kiểu ở ngoài view thì cái biến này nó sẽ mang giá trị là user hay là user model. Tôi thích đổi tên khác thì là user model. Các bạn thích nó tên là gì thì các bạn đặt tên nó trong này. Và cái key này ra ngoài view, ra ngoài giao diện ấy, nó sẽ tồn tại tên là như này, mang giá trị của biến user ở đây. Thử đi. Chưa? Cái này học cái framework chúng ta làm thì nó đã có rồi, tôi chỉ nhắc lại thôi. Cái này không mới. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ bê cái dữ liệu ở trong cái biến này ra ngoài. Được chưa? Copy cái tên biến này, mở cái file homeblade ra, sửa cái này thành hello.meter. Có thấy quen thuộc không? Giống y hệt những gì các bạn đã học ở phần trước. Xếp xuống, refresh, hello meter Đặng Văn Đô. Được chưa? Đấy cách chúng ta truyền dữ liệu từ data, từ controller ra ngoài view. Tiếp theo, đấy là xong C, xong V rồi nhá. Xong C, xong V cơ bản rồi này. Bây giờ đến em là model sẽ tương tác với cơ sở dữ liệu. Ví dụ lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra ngoài và hiển thị ra ngoài màn hình như nào? Thì chúng ta tiến hành như sau. Đầu tiên kiểm tra model. Ở đây chưa có model, có mỗi thằng user thôi. Mỗi model user thôi. Thì chúng ta sẽ tiến hành là tạo ra các model. Thì chúng ta sẽ tiến hành code như sau. PHP artisan make 2.model. Tôi muốn gom tất cả các cái model của tôi nằm trong thư mục model SC. Thì tôi sẽ tiến hành là model sược role. Enter xuống.
Được chưa? Đổi dòng nào. Máy mua đồ. Đấy. Tôi gia hạn cho từ giờ đến buổi sau nhá, tức là đến thứ tư nhá, cũng phải có được ít nhất 8 món, giờ không được bằng 50.000 chưa bằng 50 nhá, cả lớp mình luôn nhá, ai mà đến thứ tư tuần sau không gõ được bằng 8 món tôi phạt luôn. Đã làm lập trình bắt buộc phải gõ được ít nhất là 8 món trở lên, không thì phải là 10 ngón. Chứ ngồi cứ có cạch 2 ngón, 4 ngón. Kinh dị luôn. Nghiêm cấm từ buổi sau mà tôi nhìn thấy bất cứ ai mà gõ kiểu như thế này. Dựa vào số ngón cứ lấy số 10 trừ đi. Ai có 4 ngón cộng 60.000. Được chưa? Thứ tư nhá. Tuần này tôi sẽ giao các bạn, hôm nay tôi sẽ giao các bạn bài tập rất là nhẹ. Đến thứ tư làm sao làm quan trọng là gõ cho tôi được 8 ngón trở lên. Được chưa? Không biết, tôi ngày xưa chỉ luyện trong chưa đến một tuần là gõ được rồi. Ngày xưa cái năm đầu đại học tôi cũng chỉ gõ được 2 ngón này, 2 này. Tôi không quan tâm. Được chưa? Rồi quay trở lại đây. Bây giờ chúng ta sẽ thấy xuất hiện một cái thư mục là model ở trong ngang hàng với thư mục HTTP đúng không? Model có cái role. Thấy file role cho PHP không? Các bạn để lại để ý cho tôi cái namespace của nó nhá. Để ý cho tôi cái namespace của nó. Bây giờ cái class này nó sẽ là class model của chúng ta. Các bạn nhìn này, nó kế thừa. Class này kế thừa cái model là eloquent model. Được chưa? Không nhớ thì copy cái eloquent này vào trong cái Laravel doc. Paste vào đây. Nhìn không? Eloquent vào getting started. Thì đây nó hướng dẫn cho chúng ta cách tạo ra model. Make ra model. Sau đó là chúng ta nó sẽ ra cái class như thế này. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có một cái protected table, table name này này, vào phần table name nhớ phải đọc nhá chứ không phải là làm theo không đâu. Tôi đọc hết cái này rồi. Nên là tôi mới làm được như vậy. Thì chúng ta muốn cái model của mình đại diện cho cái bảng nào trong cơ sở dữ liệu thì chúng ta protected table name copy cái này vẹt vào trong đây. Protected table bằng table roles trong cái cơ sở dữ liệu của mình á. Được chưa? Table roles. Tên bảng. Mở cơ sở dữ liệu ra xem tên bảng nó là cái gì. Query builder thì cần gì phải mua đồ đâu. Query builder là bạn làm tự viết câu lệnh select các thứ ra đúng không? Vậy thì mô đồ làm mẹt gì? Sớt thử mà xem. Đấy. User controller này, user cái gì này, user get này, where này, đây là query builder đây là cái gì? Thì bạn có cần model đâu, bạn bb table 2.2 mà có cần gì đến model đâu. Được chưa? Xong đến đây chưa? Bây giờ tiến hành lấy dữ liệu này, tiến hành lấy dữ liệu ra từ cái model kia này. Thì nãy tôi bảo các bạn để ý đến cái namespace của cái model của chúng ta đúng không? Namespace của nó là cái gì? New
use gì? App gì? Gì nữa? Search model, search role. Namespace để dùng một cái class nào đấy thì phải use nó chứ còn gì nữa, đúng không? Mà namespace của nó ở đây là cái gì? Namespace của nó là cái gì? App model này cộng với tên class. Thì ở đây dùng nó thì phải như này chứ. Tiếp tục, ở đây chúng ta sẽ có ở đây là biến roles, nó sẽ bằng role 2.2.on chấm phẩy. Sau đó chúng ta truyền cái biến role này ra ngoài view. Truyền ra ngoài view. Hoặc là chúng ta có thể xong chưa, xong đến đây chưa? À, home controller. Cài thêm cái doc block. Được chưa? Rồi, chúng ta viết ở dưới này, tôi định truyền ra ngoài view nhưng mà thôi, chúng ta có thể là sử dụng hàm DD ra cái role. Đúng vậy. Hàm DD này tôi cũng rất hay sử dụng. Đam đa. Xếp xuống nhá. Bây giờ kiểm tra này. Collection array bằng 4. Với cái role đầu tiên là role gì? Admin. Có ID 900, name bằng admin. Role thứ hai là editor 300. Role thứ ba là member 100. Role cuối cùng và moderator bằng 500. Được chưa? Đây là cách chúng ta lấy ra tương tác với dữ liệu thông qua model. Thì để đọc thêm, để biết thêm, chúng ta vào phần eloquent này. Eloquent để đọc thêm những cái khái niệm chúng ta sẽ sử dụng. Ví dụ như là lấy dữ liệu ra ở đâu. Đây, 2.on này, where này, order by này, take này, get này. Do đây là tất cả các hàm nó đều trong này hết. Tất cả các hàm nó trong này hết. Đây là lấy dữ liệu ra ngoài thông qua cái model của chúng ta. Làm gì? Không quan tâm, tôi đã có DB Sinning rồi. Đừng lấy những cái lý do như vậy. Đã có DB Sinning có thể lên trên GitHub để copy về. Sau này các bạn đi làm cũng thế. Những cái gì chúng ta có thể làm được thì đừng đòi hỏi người khác phải cung cấp cho mình. Các bạn có ra không? Syntax error thế này. Home controller. Đây cơ mà. Nó bảo là đi copy đi. Unexpected error là dòng 18.
đây này, Array không làm được đâu, nó chạy được không? Thấy chưa? Ông là một trong những thằng cốt hổng nhất cái lớp này. Cốt vừa sai chính tả mà lại còn vừa làm không kiểu không chịu kiểm tra, không chịu làm lỗi. Cái kỹ năng đấy sau này mà đi làm nó không có ấy, để tìm ý hay là người khác sửa này nó chửi nó ấy. Sai những dấu phẩy chấm rất là không đáng. Đọc đi. Control play, go not found. Có gì có thể use không? Khi tập role này, phải dùng tập role này. Thế là thế nào? Đi nào? Thế xuống chạy đi nào? Hiểu không? Nhưng mà khó hiểu như nào? Hiểu cái gì? Đấy là chúng ta sẽ tiến hành là sau khi đã có cái role này là lấy dữ liệu từ model rồi, chúng ta hoàn toàn để truyền nó ra ngoài control, ngoài view để sử dụng như bình thường. Được chưa? Rồi. Bây giờ nhá. Chúng ta ngồi làm cho tôi từ bây giờ cho đến 8 giờ. Từ bây giờ đến 8 giờ đọc cho tôi cái này. Blade. Laravel Doc 5.4 sửa Blade. Sau đó chúng ta sẽ xây dựng ra một cái layout cho trang chủ, cho trang admin. Làm hai cái layout. Luôn. Trang admin chúng ta có thể thống nhất với nhau. Tôi không quan tâm bao nhiêu người làm với nhau. Làm sao thống nhất cho tôi sử dụng một cái template hoặc hai cái template nào đấy cho trang admin và trang client của mình. Được chưa? Ví dụ như trang admin thì tôi gợi ý thằng admin LTE đổ thuê mất mạng à? Các bạn search cho mình cái admin LTE. Đấy sẽ là cái template theme, cái theme sử dụng cho giao diện của phần admin. Hả? À? Cái gì? Không nghe gì cả. Client hả? Thì sao? Không biết. Tôi chưa sử dụng template bao giờ. Chưa sử dụng template cho client bao giờ. Bởi vì hầu hết tôi làm ở trên đi làm tôi bảo là anh em tải admin LTE về đây này, admin LTE dashboard tải nó về cần download rồi nhỉ. Chắc chắn nó sẽ có một cái phần download gì đấy cho chúng mình. Đây này, download đây này. Đấy, tải nó về. Nó có 7.2 MB thôi. Cái này là nhẹ lắm rồi. Còn ví dụ blog update responsive template html theme free
là WordPress theme ạ. Đây, ví dụ như trang này chẳng hạn. Free, quái được mà free. Đây, ví dụ như trang báo này đi. Bạn phải buy vậy. Ví dụ làm trang này đi. Đây, nó có CSS HTML hết rồi đây. Nhưng mà đây không phải là báo, đây là dạng kiểu là một trang giới thiệu. Service contact. Để xem nào, xem một cách nào để modify lại này không. Này không được rồi. Để trang giới thiệu thôi. Đây, cái này có vẻ được. Xem có trang nào giống trang báo. Các bạn tải cho tôi trước cái thằng admin LTE trước nhá. Bọn này làm ăn vớ vẩn vãi đái. Deep Tech 2. Slippery not found. Slippery no. Thank you.
Hôm trước sinh viên của mình có một chú mang cái e-shopper để đi thi môn HTML5 CS3. Sinh viên của tôi có một bạn mang cái copy cái e-shopper này nộp bài cho tôi môn HTML5 CS3. Hả? Tôi dùng cái này bao nhiêu lâu rồi? Chết luôn. Hả? Tạch chứ làm sao nữa? Đen. Bây giờ chưa thấy cái trang báo nào. $17 cả. Mày đắt thế nhỉ? Các bạn tìm với mình nên xem là có cái nào hay không? Không thì chúng ta phải tự cốt đấy. Search đi, search ở máy của mình ấy. Xong có cái nào hay thì gửi link lên. Tôi trước ở máy cũ tôi có nhưng tôi xóa, giờ sang máy này tôi xóa hết đi. Hả? Không, admin có admin LTA rồi. Bây giờ là trang client đấy. Trang client của trang báo nào đấy. Cũng được. Không thì chúng ta lại dựng lại cái giao diện đấy thì nó hơi vất vả. Bởi vì tôi làm, tôi mà tự làm giao diện thì nó rất là xấu. Không, tôi muốn trang báo, nó dễ làm. Đây, ví dụ như trang này cũng được này. Quan trọng là cái trang chủ, còn trang chi tiết thì có gì đâu.
Linh.